Ok, chúng ta sẽ tiếp tục. 2-3-10 đấy, cao phết. Còn được chơi con trắng nữa. Nhưng mà không vấn đề gì. Italy. Rudy. Đủ làm cái gì? Đây đen không thích ghim nhỉ. Không như một số cao thủ. Ghim mã. Đấy, ghim rồi. Thiên hậu. Nhìn có vẻ nguy hiểm. Nếu mình đẩy tốt thì có thể dã vào. Nó dã không? Tưởng thế nào? Tốt lên. À, đúng là định đẩy tốt lên. Nhưng mà anh mới đẩy tốt trước. Ôi rồi. Đang định tính đến nước này, nước sát thủ. Lại đuổi xe mới đâu ấy. Tí nữa thì chỉ một chút nữa thôi. Giữ. Hợp lý đấy. Lên mã đây được không nhỉ? Ra xe. Cơ này chỉ có một bên mắc sai lầm thì mới thua thôi. Chứ cứ kiểu này khó. Đây mình sẽ mang sang cánh bên này để giã vào tốt này. Sau khi đưa mã lên đây, đuổi luôn. Thế mới khó rồi. Lên xe. Đối thủ tận 2003. Cao thế chứ lại.
Mình đẩy tốt xuống được không nhỉ? Giờ mất tượng. Hay biết hay rồi. Phải đánh. Còn nước vẫn phải còn tát. À, dây nữa. Còn nước vẫn phải còn tát. Ôi à, hóa ra là định chơi cái bài đưa xe ở đây và ra đây là hết, nhiều cũng hết thôi.